Hello, xin chào mọi người nhé. Video này mình xin chia sẻ cho các bạn cách đổi tên kênh YouTuber và đổi tên cái đường link kênh của các bạn. Đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Google và các bạn vào YouTuber. Như các bạn nhìn thấy này, ví dụ cái đây là tài khoản link của mình. Ví dụ của mình nó là tên như thế này. Đây là mình tài khoản cũ lâu rồi thì nó có tên đặt linh tinh như này. Đây các bạn bấm vào cái biểu tượng này thì nó sẽ ra cái tên kênh này và cái đường hiển thị. Các bạn vào kênh của bạn, bấm vào cái biểu tượng avatar và vào chữ kênh của bạn. Đây chính là cái tài khoản cũ của mình đấy. Thì ngày xưa mình tạo chơi thì cứ gõ linh tinh như thế này. Giờ mình muốn đổi cái tên cái kênh và cái tên cái đường link này thì mình đổi như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách như sau. Đầu tiên các bạn hãy bấm vào avatar, vào kênh, bấm vào tùy chỉnh kênh. Tại đây nó sẽ hiển thị ra như thế này. Thì các bạn lăn chuột kéo cái này xuống, bấm vào cái chữ tùy chỉnh này, tùy chỉnh này, và bấm vào cái dòng thông tin cơ bản. Tại đây các bạn có thể đổi tên cái kênh của các bạn và đổi tên hiển thị khi gõ bình luận. Đây, tên hiển thị khi gõ bình luận nó sẽ hiển thị như ra cái này. Thì các bạn có thể đổi tên. Ví dụ mình đổi tên của mình. Và cái này thì mình có thể, cái phần này là đổi cái tên cái hiển thị ở kênh. Ví dụ đây là cái đường link kênh của các bạn. Sau khi đổi tên thì là cái phần này, tất cả phần này nó sẽ hiển thị ở đằng sau cái chữ channel này. Ví dụ đây mình đổi thành đấy. Sau khi các bạn bấm vào thì nó sẽ đánh dấu tích xanh này, nghĩa là tên người dùng này có thể sử dụng. Nếu mà các bạn mà nó ra cái dấu màu đỏ nó báo trùng với tên nào thì là các bạn phải ghi danh cái khác. Sau khi các bạn gõ xong như thế này thì hiển thị cái đường link kênh của các bạn nó sẽ hiển thị như thế này. Các bạn chỉ cần bấm vào chữ xuất bản. Bấm vào chuyển đến kênh này. Như các bạn nhìn thấy này, cái đường link này nó sẽ thay đổi từ ban đầu dài ngoằng như thế này thành như thế này. Và sau khi các bạn đã đổi được như thế này thì các bạn muốn vào cái tìm cái đường kênh của các bạn chỉ cần nhớ cái phần sau này thôi. Gõ YouTuber và nhớ phần sau này, các bạn gõ vào là ra kênh luôn. Và sau khi hiển thị xong thì nó sẽ thay đổi lên cả cái tên hiển thị này của mình là thành Vũ Thiên Đẹp này. Đấy, các bạn đợi một lúc nhé, đợi một lúc để nó cập nhật. Sau khi cập nhật xong thì nó sẽ thay đổi cả tên này, tên kênh này, đây là tên kênh và đây là cái đường kênh của các bạn. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các bạn bấm vào avatar này, các bạn bấm vào cài đặt và tại đây thì các bạn bấm vào cái trạng thái và tính năng của kênh.
Phóng cái này. Các bạn lăn chuột xuống và chọn vào tùy chỉnh. Thông tin cơ bản. Cái này mình lại ví dụ đổi thành tên kênh. Đây cái phần này là phần kênh hiển thị. Các bạn có thể đổi thành một tên các bạn ưng ý. Ví dụ mình đổi thành một cái khác đi. Ví dụ mình đổi thành một cái tên mới nhé. Ví dụ là VTD này. Trừ này. Các bạn bấm xuất bản. Các bạn bấm mà chuyển đến kênh. Các bạn đợi một lúc nha. Sau khi các bạn bấm xuất bản xong thì cái phần trên này nó sẽ hiển thị luôn. Đây chính là cái tên kênh. Các bạn F5 reset này một lần nữa. Đợi một lúc để cho nó loát cái này. Kênh của bạn này. Đấy. Đợi một lúc sau là nó loát xong. Đây chính là cách đổi tên kênh và cách đổi tên cái đường link vào kênh, truy cập vào kênh của các bạn. Các bạn chỉ cần thay đổi cái kênh ở phần tùy chỉnh thôi và đến thông tin cơ bản. Đây. Đây là phần tên hiển thị kênh và đây là phần tên hiển thị đường link, nó sẽ hiển thị như thế này. Đó chính là cái hai cách mình chia sẻ cho các bạn cách thay đổi tên đường link của kênh YouTuber và cách thay đổi tên kênh